Chương 14. Trời nóng quá, Steve ơi! Mỗi lần về được đến làng, tôi sung sướng như là được bơi lội trong một dòng sông mát. Ở đây có nhiều gió, nhìn đồng lúa và trạch dừa xanh là có thể thấy thoải mái rồi. Cái nơi chúng tôi cư trú ở Sài Gòn thật là tệ quá. Nóng không chịu nổi. Chúng tôi ở tận trên gác thứ nhì, trần nhà bằng giấy và nẹp gỗ, chật chội lắm. Thế đó mà không nóng bức sao được. Buổi trưa, chúng tôi cứ phải mặc áo ngắn xuống ngồi ở dưới gốc cây cao cho đỡ bức. Ăn uống không được, ông Tư hàng xóm xúi tôi đặt một cái máy lạnh trong phòng. Đặt cái máy lạnh trong phòng thì tốn một số tiền nào đó, nhưng mà mình sẽ làm việc nhiều bằng hai, thế có lợi không? Ông Tư nói tới chuyện lợi hại, ông cũng có lý một phần nào đó. Quả thật trời nóng như thế, chẳng viết lách soạn chấm gì được. Mình cũng thấy bị siêu siêu, nhưng mà nghĩ lại thì không được, không thể nào được. Không phải làm gì cái máy quá đắt. Ông Tổng Thư Ký nói có thể mua một cái thứ ít tiền được. Nhưng mà ở trong cái xóm nghèo đó mà mình có máy lạnh đặt trong phòng thì thật là không biết đồng sự một chút nào, thiên hạ sẽ nhìn mình bằng con mắt gì. Cái xe hơi của trường là một cái xe cũ, cái mã của nó còn có thể chấp nhận được, không ai nói gì. Nhưng mà một cái máy lạnh thì thật là nhìn cao quá. Tôi liền kiếm giải pháp khác. Phía trước có nhà anh Bảy, có gác. Ảnh ở độc thân, buổi sáng xách mô tô đi làm, chiều tối mới về. Ảnh bằng lòng cho tôi sử dụng nhà trong lúc ảnh đi vắng. Thế là tự nhiên tôi có cả một lâu đài. Lâu đài này rộng chừng 4 thước, dài chừng 9 thước. Phía dưới mát hơn trên gác nhiều. Những lúc cần viết lách, tôi sang bên ấy. Với một chiếc chìa khóa anh Bảy cho, khi nào muốn trốn khách để có thì giờ làm việc, tôi cũng sang bên ấy. Steve, đừng lấy làm lạ khi nghe tôi nói đến chữ trốn khách. Thường thường bên này, mỗi khi đến thì khách cứ đến tự nhiên, chứ không gọi điện thoại hay hẹn gặp trước. Vì thế mình đi trốn chẳng có tội lỗi gì cả. Chỉ trừ giờ mình phải ngồi ở chỗ bàn giấy. Tôi ghét cái bàn giấy nhất, Steve à. Chúng tôi cũng phát giác ra được một cửa hàng bán chè đổ xanh và chè bông cao nấu theo kiểu miền Trung. Tôi thì tôi thích hai thứ chè ấy lắm. Chè là gì ấy hử? Chè là một thứ súp ngọt, biết cắt nghĩa làm sao? Cứ ăn mới biết ngon, chứ nghe nói súp ngọt, chắc Steve đã lắc đầu rồi. Họ cất chè trong tủ lạnh. Mỗi khi trời nóng mà ăn được một hai chén, nhỏ xíu thôi, thì cũng ngon như là uống nước dừa. Steve thèm nước dừa lắm phải không? Giữa tôi và Nguyên Hưng có một sự khác nhau rất lớn. Nói như thế nghĩa là còn có nhiều sự khác nhau nhỏ hơn. Đó là Nguyên Hưng thì ghét thức ăn ngọt mà tôi lại ưa. Thành thử, mỗi khi nhờ bé Tám mua về, chỉ có mình tôi ăn, còn Nguyên Hưng thì ngồi ngó. Có khi bé Tám ăn với tôi, có khi thì Mẫn hay Toàn. Nếu gặp dịp họ đến chơi, Toàn độ này coi sóc một nhà in, bữa trưa nào cũng ghé tôi chơi, và cũng thỉnh thoảng trả tiền chè bông cao hoặc chè đổ xanh. Còn Mẫn thì lo nhà sách với Tuệ, tất cả đều có phận sự rồi, Steve. Chiều hôm nay, tôi sẽ ở lại ăn cơm ở đây, trong làng, với Quảng và Thu. Hai công tác viên thường trực, bà Bảy trong xóm mới đem cho chúng tôi hai trái mướp ngọt và mấy lon nếp gọi là ăn lý thảo. Quảng và Thu ở đây được các bà chấp nhận như là con cháu. Hai trái mướp nấu canh chắc là ngọt lắm, ngọt như là tình người dân quê đối với cái gì họ đã chấp nhận. Thu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nhỏ sau đây, tuy đơn sơ mà cảm động. Có một hôm, bác Bảy thấy Thu làm việc tận tình, liền hỏi: các cậu lương tiền bao nhiêu mà làm việc giỏi quá vậy? Thì vẫn là câu hỏi mà chúng tôi thường phải trả lời. Thu nó trả lời như sau: tụi cháu làm công quả, thầy tụi cháu dạy thời buổi này làm công quả trong làng, trong xóm, giúp cho cô bác thì cũng có phước như làm công quả trong chùa. Tụi cháu ăn cơm chùa, có chút ít tiền đi xe đò, chứ có lương tiện chi nhiều đâu bác. Bà Bảy hiểu ra ngay, và bà nhìn Thu với con mắt triều mến.
con trai bây giờ mà giỏi thế, mình tưởng chúng nó hư cả rồi, lo rượu chè, nhảy đầm, đi chơi chỗ này chỗ khác. Ai ngờ còn có đứa ham làm công quả. Tôi thấy câu trả lời của Thu thật là hay, nó có giá trị của một cuốn sách thần học. Nó giải thích được khuynh hướng đi vào đời của Đạo Phật Việt Nam. Steve có biết hai tiếng công quả không? Đó là hai tiếng bình dân dùng thay cho tiếng công đức Punya là tiếng Sanskrit đấy. Ở bất cứ ngôi chùa nào ở Việt Nam, nhất là ở thôn quê, người dân quê thường tìm những dịp rỗi rảnh để lên chùa làm công quả, nghĩa là làm giúp công việc cho chùa. Họ tin rằng làm công tác ở chùa là một điều tốt đẹp, có thể đơm bông kết trái vật chất và tinh thần cho tương lai họ và tương lai con cháu họ, bởi vì chùa là của chung và việc chùa là việc lợi ích chung cho tất cả mọi người, nhất là đứng về phương diện siêu hình mà nói. Có người làm công quả một vài buổi, có người làm 3-4 ngày, có người ở hàng tháng để làm công quả, và có người tình nguyện ở trọn đời như các già hoặc mấy bạn giải chẳng hạn. Họ ít học, họ không tu huệ mà là tu phước. Nói theo danh từ nhà Phật thường dùng trong giới bình dân, làm công quả nhưng mà không làm trong chùa nữa, làm công quả nhưng làm ở trong làng xóm. Thu còn nói thêm thế này nữa chứ: bây giờ người ta khổ nhiều quá, Phật cũng không ngồi mãi trong chùa, Phật cũng đi ra ngoài xóm ngoài làng rồi. Tôi cũng ngạc nhiên không biết tại sao Thu nó nói được nhiều câu hay quá vậy. Phật không ngồi trong chùa nữa, thật ra tại người ta đặt Phật trong chùa để mà thờ, chứ Phật đâu có ngồi trong đó để hưởng xôi, chuối và hương hoa quả của thiên hạ. Những ông Phật như Phật Dược Sư, Phật Quan Âm làm sao mà ngồi nhà được? Phật Dược Sư ngồi hoài trong chùa thì ai đi chữa bệnh cho thiên hạ thân bệnh và tâm bệnh? Phật Quan Âm tức là Quan Thế Âm thì chắc là phải đi hoài, bởi vì Quan Thế Âm là lắng nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời mà tìm tới. Kinh Pháp Hoa đã chẳng định nghĩa như thế sao? Vậy thì mấy người học trò của mấy ông Phật không lý cứ ở lì trong chùa khi các bậc thầy mình có mặt trong những nơi khổ đau của cuộc đời hay sao? Như thế họ không phải là học trò của mấy ông Phật mà chỉ làm nô lệ của những pho tượng. Thu nó nói có lý lắm. Chúng tôi chẳng cần những nhà thần học lớn như Tela de Sarda, như các bác, như Bunber, mà chúng tôi vẫn đang thực hiện được cuộc cách mệnh giáo lý. Những người trẻ tuổi như Thu sẽ dẫn đầu những trào lưu tư tưởng Phật học đấy. Nghe không hả Steve thân yêu? Ở Việt Nam, tôn giáo còn lại như những tập đoàn xã hội vững mạnh hơn hết, bởi vì không khí chính trị và chiến tranh đã làm tan rã phần lớn những thực tại xã hội khác. Với lại, loạn lạc lâu quá khiến thiên hạ mất lòng tin ở mọi chương trình, mọi hứa hẹn. Nhiều chính trị gia thiếu chân đứng, muốn nương vào các thế lực tôn giáo để làm chính trị, nghĩa là để mong nắm được quyền hành. Nhưng có ít chính trị gia biết được thực chất của tiềm lực các tôn giáo, cho nên chỉ có người muốn lợi dụng mà ít có người muốn bồi đắp, ít có người thấy được vai trò mà tôn giáo có thể thực hiện trong giai đoạn lịch sử này, kể cả trong giới những người lãnh đạo tôn giáo. Chúng tôi đang trông cậy vào những lớp người trẻ tuổi có óc tiến bộ, dù là những người này không có chức vị lãnh đạo. Nói cho đúng thì phần lớn các vị lãnh đạo tôn giáo nào cũng vậy, đều bảo thủ, có nhiều tư kiến thì nhiều lúc bị xem như là trở lực của sự tiến bộ. Tuy nhiên, nhờ những phần tử tiến bộ giác ngộ hoạt động và tranh đấu không ngừng, cũng nhờ những tiếng gọi cảnh cáo của thế lực đang lên, cho nên các vị lãnh đạo đã có bừng tỉnh lên đôi chút và đã thúc đẩy cho những con rùa bò thêm một quãng đường. Tôi muốn nói những hoạt động của giới thức tỉnh cần gia tăng gấp bội để có thể thay những con rùa bằng những con ngựa. Steve, đừng có nghe báo chí nói rằng Phật giáo và Công giáo ở Việt Nam chống nhau. Họ nói đùa đấy, những người mê ngủ trong Phật giáo với Công giáo ấy à. Họ giống nhau như đúc, họ hành động và suy tư giống nhau như đúc. Cho họ ở chung một nhà và theo chung một tôn giáo thì hợp lắm đấy.
Còn những người biết thời, biết thế, những người có tầm con mắt nhìn xa, biết thừa nhận lẽ phải và sự đối thoại, những người dù có mang danh hiệu tôn giáo khác nhau mà cũng đứng sát cánh với nhau. Chỉ có sự chống bán giữa sự bưng bích và sự tiến bộ, giữa sự lười biếng ích kỷ và sự dấn thân can đảm thế thôi. Lực lượng của những đức tin lớn ở Việt Nam nếu được động viên vào công việc cải tiến xã hội sẽ thực hiện được phép lạ. Và như Steve thấy, những lực lượng đó cần hợp tác trước hết để chấm dứt cho được cuộc chiến tranh khốc hại. Steve ơi, viết cho Steve tới đây. Đột nhiên hình ảnh hàng cây trụi lá của mùa đông Princeton hiện về rất rõ rệt trong óc tôi. Chúng tôi đang trải qua một mùa đông thật gian khổ, thật lạnh lẽo và thật đen tối. Một mùa đông dài dằng dặc, chưa biết bao giờ chấm dứt. Những con chim có vững cánh chở được niềm tin để vượt cánh đồng dài tuyết giá hay không? Chúng tôi muốn tất cả gia đình dân loại không bỏ quên chúng tôi. Chúng tôi là những hàng cây trụi lá đứng chịu trong sương tuyết đêm ngày, phấn đấu để đợi chờ nắng ấm của một mùa xuân xa lơ xa lắc. Steve, trời đang đổ một trận mưa lớn ở Sài Gòn, phòng tôi chắc chắn lại dột. Không phải làm gì mái tôn bị thủng mà tại vì nước mưa tạt ngang, luồn qua trần nhà, rồi rịn qua kẽ hở của trần nhà làm bằng bìa cứng có nẹp gỗ. Tôi phải lấy nhiều thứ để hứng, kẻo ướt nền nhà, nào chậu thao, nào ly uống nước, nào ống đựng bút. Không có tôi ở nhà, chắc là phòng ướt hết rồi. Giờ này, gần 200 khóa sinh trường xã hội chúng tôi đang ở trong các trại thực tập miền quê. Steve ơi, ngày mai sẽ ra sao? Điều đó tôi không thể nào nói cho Steve nghe được. Nhưng mà dù cái gì sẽ xảy đến cho tôi, cho chúng tôi hay cho Steve, tôi tin chắc cái đó cũng sẽ không thể làm lay đổ đức tin của chúng ta. Bởi vì đức tin của chúng ta không phải đã được căn cứ trên một điểm tựa di động và vô thường. Đức tin của chúng ta không bắt nguồn từ những nhận thức siêu hình. Đức tin của chúng ta là sức mạnh của tình yêu. Một thứ tình yêu không có điều kiện, không cần sự đền đáp, không bao giờ bị lay đổ bởi một sự phụ bạc. Tôi muốn đề cập tới một vấn đề mà lâu nay tôi muốn nói cho Steve nghe nhưng chưa có dịp nói. Một lần nào đó, tôi có nói với Steve là ta phải ươm vấn đề của ta trong chính bản thể ta, linh hồn ta, xương máu và trí não ta. Rồi tự nhiên, một ngày nào đó, thấy được những liên hệ giữa nhận thức và hành động. Nhận thức đây không phải là phần kiến thức suy luận, nhận thức đây là tất cả cảm thụ và sở nghiệm tâm linh, điều mà ta khó có thể chia sẻ với kẻ khác bằng phương tiện diễn tả ngôn ngữ và khái niệm. Cái tình yêu mà tôi nói đây, nó sinh trưởng trên căn bản tâm lý của chúng ta, đã đành rồi, nhưng mà lạ thay, sự tàn hoại hoặc dần dần hoặc đột ngột của căn bản tâm lý sinh lý ấy cũng không có ảnh hưởng gì đến nó. Tôi muốn nói đến tình yêu màu nhiệm. Trong trường hợp tình yêu người đời thường nói, sự phụ bạc hoặc sự phơi bày trắng trợn mặt thật của đối tượng yêu thương có thể khiến cho tình yêu bốc khói. Nhưng ở đây, tình yêu không bao giờ bốc khói, không bao giờ suy suyển một hào đi, bởi vì tình yêu đó đã tìm tới một đối tượng vô ngã. Steve ơi, tôi muốn kể cho Steve nghe câu chuyện này. Năm kia tôi ghé London, tôi được đi xem British Museum. Trong những thứ tôi để ý nhất, có một xác người hóa thạch trong một ngôi mộ cát chôn cách đây gần 5.000 năm, nghĩa là 3.000 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh. Kiểu chôn thời ấy khác xa với kiểu chôn bây giờ. Người ta đặt xác người chết nằm khung nghiêng nghiêng, hai gối co lên, mặt, hai tay và hai chân đều quay về phía tay trái. Xác người hóa thạch còn giữ được nguyên vẹn mọi chi tiết. Tôi thấy những lọn tóc, đây là xác đàn ông. Tôi thấy mắt cá nơi hai chân. Tôi thấy những ngón tay, ngón chân nguyên vẹn. 5.000 năm,
người ấy đã nằm như thế và sức nóng của cát trong buổi đầu đã giúp người đó quá đá. Đây không phải là xác ướp đâu. Ti đừng lẫn lộn. Tôi thích đứng ngắm cảnh tượng này và trong lòng cảm thấy một thứ rung động khó tả. Một em bé đi với tôi chừng 8 tuổi, xinh đẹp, ngắm cái cảnh tượng ấy một hồi, rồi bá lấy áo tôi, hỏi một cách lo lắng. Will it happen to me? Rồi con có bị vậy không? Hỡ ông! Tôi rùng mình, nhìn lại nụ hoa nhân loại mơn mởn, yếu đuối và nhỏ bé, không một khí giới tự vệ đó. Đó là khí giới tư tưởng, và vội vàng trả lời. Không không, không bao giờ con lại bị như thế đâu. Em bé an lòng, tôi vội kéo em đi sang phòng khác. Tôi đã nói dối một điều mà xa nặc ngày xưa đã không nói dối. Nhưng mà ngày mai lại, công việc bề bộn làm tôi quên khuấy đi mất cái thân người quá thạch kia. Rồi mấy tuần sau đó, tại đường Ludovine Ballet, hợp mặt với các bạn sinh viên bên đó, tôi được dặn cho nghe vài bản nhạc Việt Nam của ban Thăng Long trình diễn. Và trong một giây phút nào đó, nghe giọng cô Thái Thanh, tôi bỗng thể hiện ra rất rõ rệt tất cả những cọt đồ vocal nơi cổ họng của cô ca sĩ nổi tiếng mà tôi rất ưa chuộng. Tôi thấy được hết những hạch tiết tuyến nơi cổ họng, những tế bào, những bộ phận lớn nhỏ đã phụ họa với nhau để phát ra những âm thanh trong, ấm, thanh tao và dịu kỳ kia. Tôi chưa gặp Thái Thanh lần nào cả, Ti ạ. Hãy nghĩ rằng cô trẻ, đẹp và đầm thắm với giọng hát của cô, và chỉ giữ lại chừng đó thôi. Nếu ta nghiêng mình lệch đi một tí, bình diện thời gian thay đổi, thì cô Thái Thanh đã ở bên kia từ bao giờ rồi? Ví dụ, 5.000 năm về trước hoặc 5.000 năm về sau, băng nhựa không phải là những tế bào sinh lý, không phải là những nước bọt, không phải là những cọt đồ vô can, không phải là những tình cảm len lỏi lả lướt trong giọng hát, nhưng băng nhựa cũng phát ra đúng những âm thanh mà cô Thái Thanh 5.000 năm trước đã phát ra bằng cổ họng xinh đẹp của cô. Băng nhựa đã giữ lại, và băng nhựa giữ lại gì? Hay là một lời nhắn nhủ, một tờ thông điệp có thể gây đau nhức cho con người, mà cũng có thể tạo nụ cười giải thoát trên môi con người. Một trận gió thổi qua sa mạc, cát bụi tung trời, tôi nhớ hai câu thơ của thiền sư Trần Thái Tông. Tam thời trần điểm thiên biên tĩnh, nguyệt lạc trường gian dạ kỹ canh. Di lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặng dòng sông đêm mấy canh. Tối hôm đó tôi bị cảm hàn, bởi hồi chiều tôi đã đi ra ngoài trời lạnh có mưa tuyết. Nguyên Ân đánh gió cho tôi bằng dầu cù là Maxu. Thứ dầu này có thể mua được dễ dàng tại Paris. Tôi uống 2 viên aspirin và đắp chăn kỹ lưỡng. Nhưng mà tôi không ngủ được, một phần có lẽ vì cảm. Một phần có lẽ aspirin tuy có trị cảm nhưng lại giữ tôi thức giấc. Cái tật của tôi là uống aspirin ban đêm thì lại thấy khó ngủ. Tôi nằm trăn trở hoài, và một lúc nào đó tôi bỗng tình cờ thấy tôi đang nằm trong một tư thế hệt như tư thế của xác người quá thạch ở British Museum. Và tôi thấy bàn tay phải của tôi đang sờ nắn những bắp thịt nơi cánh tay trái, như là để xem những bắp thịt này đã cứng như những bắp thịt quá thạch kia không. Cử chỉ ấy không được trí óc tôi điều khiển, nhưng hình như trí óc tôi khuyến khích bàn tay tôi tiếp tục như vậy. Điều tôi muốn nói cho Steve nghe là tâm trạng tôi lúc đó bình tĩnh và thanh tịnh một cách rất lạ. Tôi không hề có một ý niệm xót xa, lo lắng hay đau buồn nào. Bỗng dưng tôi thấy rằng giá tôi là thân người quá thạch của 5.000 năm trước đây hay 5.000 năm sau đây thì điều đó cũng không có khác gì với điều tôi đang ngồi ở đây hết. Tôi vẫn cười như thường, ý niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai như bốc khói. Steve ơi,
tôi thấy tôi đứng thấp thoáng ở cửa ngõ của một thứ hiện tại thoát ly thời gian, thoát ly mọi sự chuyển động. Tôi trỗi dậy và ngồi trong tư thế tham thiền suốt một đêm đó. Mưa như thác đổ trong tâm hồn tôi, mưa như xối chảy. Những giọt nước to, những dòng suối nhỏ tuôn ào ạt, vừa gột rửa, vừa dỗ về, vừa thấm nhuần, vừa nuôi dưỡng. Không còn gì hết, chỉ có sự vững chãi an tĩnh. Tôi ngồi như một trái núi đá và miệng tôi mỉm cười. Nếu có ai chứng kiến được những gì đã xảy ra cho tôi đêm đó, chắc người đó sẽ nói: xong, xong hết tất cả rồi, sáng mai sẽ có thay đổi lớn. Nhưng không có sự thay đổi nào hết. Steve thân yêu à, lúc 7 giờ sáng, tôi lấy giấy bút ghi lại một vài nét những điều còn rào rạc trong tâm hồn. Những dòng thơ kỳ lạ đó tôi vẫn còn giữ đây. Và buổi sáng mai tôi ăn điểm tâm với các bạn, bình thản như không có gì xảy ra trong đêm qua hết. Và chúng tôi bàn tính công việc, vẫn là những công việc đã dự trù từ những ngày hôm qua, những công việc cho tương lai. Tôi nghe không? Cho tương lai. Nghĩa là tôi đã được đặt trở lui trên bệnh viện không thời gian ước lệ cũ. Tôi bàn với các bạn trẻ về từng chi tiết của công việc, và chính tôi cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi lại có thể làm công việc đó, công việc mà người chứng kiến hiện tượng đêm qua có thể xem như là không dính líu gì tới con người đương sự hết. Đối với đêm qua, tất cả công việc hôm nay phải là qua đốm hư không. Nhưng mà không, nó không phải qua đốm hư không. Đứng ở hôm qua mà nhìn thì nó khác, đứng ở hôm nay mà nhìn thì nó khác. Nó không phải qua đốm hư không. Có một điều rất rõ rệt là tuy tôi đề cập đến mọi chi tiết của công việc một cách kỹ lưỡng để hết tâm ý vào chúng, nhưng tâm hồn tôi lúc đó thật là bình thản, thanh tịnh, không náo nức, không khiếp sợ, không lo lắng. Tôi thấy tôi có thêm nhiều sức mạnh về tâm hồn, tôi được gạn lọc trong sạch hơn nhiều. Steve, một đêm như thế quả có thể thay đổi được cả cuộc đời chúng ta, và một đêm như thế lại sẽ mở cửa cho những đêm khác như thế. Tôi sẵn sàng để trở lại. Tôi thấy diện mục của tôi nó phản phất đâu đây. Lần đó tôi đã xích tóm được nó. Vấn đề liên hệ giữa cái thế giới nội tâm và thế giới hành động. Steve ơi, có thể vì câu chuyện vừa kể của tôi mà sáng tỏ ra chút ít đối với Steve không? Và địa vị của cái tình yêu tôi nói cho Steve nghe hồi nãy đó, nó nằm ở đâu? Có lẽ những dòng tôi viết thật là bất lực. Mà thôi, có lẽ Steve không cần thắc mắc làm gì. Ngày mai, nếu thế giới yên lành, Steve sẽ về thăm Phương Bối. Phương Bối ngày xưa tạo dựng cho chúng tôi tình yêu. Phương Bối có lẽ sẽ cắt nghĩa cho Steve một cách dễ dàng và thông suốt hơn. Tại vì Phương Bối có bông đá, có hoa rừng, có cỏ dại. Phương Bối có một cái nhà thượng đã bị cháy tiêu tan. Chỉ còn một đống than đen với những xác cột cháy nám trên đó. Bây giờ có lẽ đã mọc lên nhiều thứ nấm dại. Tuy vậy, nhà thượng Phương Bối vẫn còn, cũng như tình yêu vẫn còn, bất chấp vô thường, bất chấp vô ngã, bất chấp tham vọng si mê và sự độc ác. Ngày mai, nếu chúng tôi có cháy thành tro bụi, thì tro bụi ấy cũng sẽ là tình yêu. Chúng tôi lúc đó là tro bụi, sẽ thấm vào lòng đất, sẽ làm chất bóng tươi tốt cho một loài hoa, nở những bông hoa cho loài người, những bông hoa không biết oán thù là gì. Chúng tôi sẽ luân hồi trở lại bao nhiêu lần, hoặc là hoa, hoặc là cỏ, hoặc là chim, hoặc là mây, hay trong bất cứ hình thái nào, hiện tượng nào. Chúng tôi muốn trở lại hoài, trở lại để mà mang đến cho con người bức thông điệp tình yêu bất diệt ấy. Cũng như bọn trẻ con đang hát nghêu ngao ngoài đường: yêu mến người mãi mãi, yêu mến người không thôi, yêu mến người tay nắm tay. Tạm biệt Steve.
Đoạn khép. Nguyên Hưng ơi, tập viết tay kèm theo đây là phần thứ ba của nẻo về của ý đấy. Tôi giao nốt lại cho Nguyên Hưng. Tập này xem bộ in không được đâu, bởi vì có nhiều điều nói thẳng quá. Tuy vậy, nếu in không được thì Nguyên Hưng cũng trao bản thảo cho những người thân yêu nhất tộc. Tôi ước mong rằng nó có thể nói được với các bạn một chút nào về cái ý của tôi. Nhưng mà tôi lạc quan mất rồi. Nguyên Hưng, ở cái chương cuối viết cho Steve, tôi có ý định giải bày một vài chút tâm sự liên hệ tới nguyên tắc hành động của chúng ta. Nhưng đọc lại tôi thấy tôi chẳng nói được gì cả, thật là tệ. Có lẽ vì trời nóng quá chăng, hay tại vì tôi không được khỏe. Chiều mai tôi đã phải đi xa rồi, và tôi rất ước ao nói với Nguyên Hưng điều mà tôi đã từng muốn nói với Steve, mà nói chưa được hay nói không được. Đêm nay trời sáng tỏ một cách kỳ lạ, tôi chưa đi xa mà đã nhớ nhà rồi. Nhưng mà ở đâu cũng có từng này ngôi sao, ở đâu cũng có chút trời xanh mây trắng hả Nguyên Hưng? Tôi đi rồi, tôi lại về thì có sao đâu. Lòng tôi hơi xao xuyến một chút, nhưng mà vẫn yên tĩnh. Tôi muốn nói chuyện này với Nguyên Hưng trong khung cảnh thanh tịnh này. Và ngòi bút của tôi sẽ trở lại gạch những chữ Nguyên Hưng trên giấy trắng. Những điều ta học được, ta phải luyện chúng đi thì ta mới có thể hiểu chúng được. Cũng như Kinh Kim Cương nói, A mà không phải là A thì mới là A. Nghĩ cũng kỳ quái thật, nhưng mà càng sống chúng ta càng thấy đúng Nguyên Hưng à. Học chúng nó rồi, giữ chúng nó trong lòng là một tai họa còn tệ hơn là không học. Những điều tôi học ở Phật học viện bây giờ bị lật ngược lại hết, và tôi thấy lúc đó tôi mới hiểu được chúng. Đây là tôi nói với Nguyên Hưng, chứ không phải nói với kẻ khác. Và những điều tôi nói với em, nếu người khác nghe được, sẽ hiểu ra cách mà tôi không muốn họ hiểu. Nhưng mà mặc họ chứ, có phải không Nguyên Hưng? Kỳ ở Huế về vừa rồi, tôi thấy những đám mây trắng đẹp quá đi. Tôi ngồi trên một chiếc DC-4. Buổi chiều, ánh nắng tắt, nhưng ánh sáng còn dư dả để cho ta có thể thấy được tất cả sắc dịu hiền và trinh tuyền của những lọn mây. Cái thảm mây đó, nó nằm phía dưới máy bay chúng tôi. Nó rộng lắm, từng lọn nối tiếp nhau, che khuất núi rừng phía dưới. Những lọn mây trắng như tuyết, trắng hơn cả tuyết, êm dịu hơn cả tuyết, trinh tuyền hơn cả tuyết. Tôi muốn dắt chúng trong hai lòng bàn tay. Và bỗng nhiên, tôi thấy tôi với mây là một. Tôi cũng trắng tinh và êm dịu như vậy. Điều đó thường quá mà, phải không Nguyên Hưng? Tại sao chúng ta ưa những cuộn mây trắng nõn và những tấm thảm tuyết trinh tuyền? Tại vì cái khuynh hướng của bản chất sinh lý và tâm lý của ta nó thế. Ta ưa những cái gì tinh sạch, đẹp đẽ và an lành. Tinh sạch, đẹp đẽ và an lành theo nhận định và lập trường của cơ thể ta, tâm lý ta, chứ không hẳn là tinh sạch, đẹp đẽ và an lành như những tính cách khách quan của thực tại. Ưa một tờ giấy trắng, ưa một dòng nước trong, ưa một nét nhạc mềm, hay ưa một thiếu nữ xinh đẹp thì cũng vậy, không có khác nhau gì hết trên căn bản tâm lý của con người. Nguyên Hưng chẳng thường nghe vị ta đem tuyết, đem trăng, đem hoa để tả người con gái đẹp như sao? Nhất là khi người con gái có vẻ hiền thục, thì người ta lại ví đó là tiên, là Phật. Bởi vì tiên Phật vừa đẹp lại vừa hiền. Và bên dưới những cái thiên hạ cho là đẹp, là sạch, là lành, thì người ta còn tham lam đặt thêm nền tảng của sự thường còn. Đó là do nhu yếu của con người mà ra cả. Con người ưa cái gì thanh sạch, đẹp đẽ, hiền lành, và ưa những cái ấy thuộc về mình, đồng nhất với mình và thường còn với mình. Thế rồi phía bên kia còn gì? Phía bên kia còn sự trái ngược với sự trong sạch, tức là sự ô uế, sự trái ngược với sự đẹp đẽ, tức
tức là sự xấu xí, sự trái với sự hiền lành, tức là sự ác độc, và sự trái ngược với sự thường còn, tức là sự tiêu diệt, tức là vô thể. Và do đó, có một sự vật lộn để tìm sang bên này, xua đuổi bên kia, cho đến nỗi mà trong kinh Phật có khi người ta phải dùng bốn đức thường lạc ngã tịnh, hữu thể, an lạc, tự do, thơm sạch để miêu tả Niết Bàn, rồi sau đó thêm rằng phải hiểu những chữ đó theo nghĩa nhất nguyên siêu tuyệt của nó, mà đừng hiểu theo nghĩa tương đối trong thế giới hiện tượng. Điều đó chứng minh rằng con người chúng ta đã bị ám ảnh quá nhiều bởi ý tưởng về hạnh phúc ước lệ trên kia. Đột nhiên kinh Bát Nhã tới giáng những đòn sống chết trên nhận thức đó. Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi nhìn thấu suốt thế giới hiện tượng mỉm cười tuyên bố tất cả đều là giả lập, không hết. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, vân vân đều là giả lập, và chân tướng của những giả lập đó không sinh cũng không diệt, không ô uế cũng không tinh sạch, không thêm vào cũng không bớt đi. Còn gì nữa mà nghi ngờ hả Nguyên Hưng? Đó là điều tôi trông thấy trên máy bay, mà trông thấy từ một khía cạnh khác. Trông thấy như thế nào? Nguyên Hưng ơi, em hãy nhìn và em sẽ thấy. Hỏi tôi làm gì? Tôi chẳng nói được chi cả, bởi vì không có gì mà nói. Ban đầu thì tôi mỉm cười nghĩ đến những hình thái của nước, nước trong, nước suối, nước đá, hơi nước, mây, tuyết, mưa, vân vân. Tất cả đều là H2O, mà chính là H2O cũng là giả lập, cũng không phải là bản chất. Lại còn H và O, chúng cũng là giả lập, không phải là thực thể tự hữu. Lấy ô mà xét thì ô có thể được chuyển thành do những cái ta không gọi là ô, và chính những cái đó cũng là giả lập, cũng là chuyển thành, nương tựa vào nhau, trùng trùng điệp điệp, không thể tách ô ra khỏi không ô, không thể nói ô và không ô là một. Nguyên Hưng à, trên căn bản di động đó, ta thường cố nắm lấy một cái gì đó không di động. Ví dụ tôi đặt cho tôi một câu hỏi: anh cho hiện tượng nào là đẹp nhất? Tôi nói nước. Đẹp quá. Nước trong như gương, tuyết phủ trên đỉnh núi, mây từng cuộn trắng bay ngoài bãi biển, mưa rào rào thấm nhuần cây cối xanh tươi. Nếu thiếu nước, thế giới này điêu tàn, khô cằn, héo hon, buồn bã biết mấy. Cho nên tôi thấy nước đẹp. Thế rồi tôi hỏi: ví dụ không có lửa, nghĩa là không có nhiệt lực, không có hơi ấm, không có ánh sáng mặt trời, thiếu ánh sáng chẳng hạn, thì cái gì đẹp, cái gì không đẹp? Cái gì trong như gương, cái gì phủ trên núi, cái gì bay bay ngoài biển, cái gì rào rào thấm nhuần cây cỏ xanh tươi? Óc tôi lóe thấy sự thật, nhưng mà tôi đã mê nước rồi. Tôi đành nhắm mắt nói liều: mặc kệ, tôi cứ nói là tôi ưa nước nhất. Thật là vô minh, có phải không Nguyên Hưng? Trong quá trình tương duyên chuyển biến của các giả lập, các hiện tượng, ta thấy có luân hồi. Chắc Nguyên Hưng đã liệm bỏ cái ý niệm luân hồi trẻ con ngày trước đi rồi. Cái ý niệm đinh ninh rằng phải có gì đó như ô hay cái hát tôi vừa nói trên thì mới có luân hồi được. Nhưng trên sự thật, chẳng có cái ô, cái hát tử thân nào cả, mà thế giới giả lập vẫn diễn biến màu nhiệm. Luân hồi đó chứ gì? Nhưng nếu nhìn thấu suốt, ta sẽ không thấy có gì thường hay vô thường, tinh sạch hay ô uế, hiền lành hay ác độc, đẹp đẽ hay xấu xí. Đừng có nói cho trẻ con biết điều đó, bởi vì chúng sẽ nói không có hiền ác, không có tốt xấu và không có luân lý. Trẻ con chưa có mở mắt, ở thời nào cũng vậy. Nguyên Hưng ơi, giữa cái tinh sạch và cái ô uế, giữa cái đau khổ và cái sung sướng,
giữa cái hiền lành và cái độc ác, mình theo cái nào? Nghe hỏi mà buồn cười phải không Nguyên Hưng? Theo cái tinh sạch, cái sung sướng, cái hiền lành thì mình phải đập tan và tiêu diệt cái ô uế, cái đau khổ và cái độc ác, mà tiêu diệt chúng được chăng? Nếu cái này có là nhờ cái kia có, thì cái trong sạch cũng do cái ô uế mà có. Tiêu diệt cái ô uế tức là tiêu diệt luôn cái trong sạch. Vì lẽ, cái này không có thì cái kia cũng không. Kết luận là nên dung dưỡng cái ô uế, cái độc ác và cái đau khổ hay sao? Nhưng mà Nguyên Hưng ơi, tất cả những cặp đối nghịch đó chính đã là do chúng ta tạo nên bằng nhận thức của chúng ta, bằng lập trường sinh tâm lý của chúng ta, quan lạc và đau khổ trở nên những đại vấn đề. Nếu được như quán tự tại soi thấu được chân tướng thực tại, thì tất cả những đau khổ, tai nạn, bốc khói bay mất, độ nhất thiết khổ ác. Cho nên, hãy nhìn nụ cười Đức Phật, nụ cười đó trầm lặng thật, từ bi thật, nhưng mà coi thường chúng ta quá. Đó là một cách nói mà thôi, bởi chính Phật đã nhờ Đức Thường Bất Kinh Bồ Tát nhắn với mỗi người trong chúng ta rằng, Ngài không dám khinh chúng ta đâu, bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ là một vị Phật. Có lẽ cái cảm tưởng trẻ con của tôi vì nụ cười của Ngài là do một thứ mặc cảm hay tự ti lâu ngày tạo nên, chứ không phải tự tôn. Nguyên Hưng nhớ nhé, trước nụ cười của người thấy được niết bàn và sinh tử đều là hoa đốm giữa hư không, ta cảm thấy ta bé nhỏ quá, vụng về quá, ngu si quá. Ngài thương chúng ta không phải vì chúng ta đau, mà tại vì chúng ta không thấy đường cho nên bị đau thế thôi. Từ hồi nhỏ, tôi đặt vấn đề bản chất của lòng từ bi và tội nghiệp cho tôi. Tôi chỉ học được và nếm được chút ít từ bi, sau này không phải nhờ học tập hay nhờ đặt vấn đề, mà là nhờ khổ đau. Tôi không tự hào gì về chút ít khổ đau ấy, cũng như có ai tự hào về tiếng hét to sợ hãi của mình khi mình nhận lầm sợi dây là con rắn. Khổ đau của tôi cũng chỉ là sợi dây, cũng chỉ là hoa đốm hư không. Đáng lẽ nó phải tan biến như mây khói khi mặt trời lên, nhưng mà nó chưa tan biến thành mây khói. Nên anh vẫn đau khổ và anh chịu không nổi, nên anh dùng dậy. Vậy Phật có thấy anh đau khổ không? Phật có chịu nổi khi thấy anh đau khổ không mà ông ấy ngồi cười hoài vậy? Tôi lý luận rằng tình thương là phải có chấp thủ, tình thương nào cũng vậy, tình trai gái yêu nhau, tình mẹ thương con, tình nước non, tình nhân loại, tình chúng sinh, nghĩa là cả từ bi. Bởi vì hễ thương ai, lo lắng cho ai, anh cũng phải thao thức mong mỏi, không thể lãng quên. Thế thì trong thấy chúng sinh đau khổ vô lượng vô biên thế kia, Phật cũng lo lắm, chứ sao mà ngồi cười hoài được. Thật ra thì mình tạc tượng Ngài ngồi cười, chứ vị tất Ngài đã ngồi cười. Nhưng mà có phải hầu hết những đêm thức khuya, những lo lắng và thao thức của người có tình thương đều phát sinh vì lý do người đó còn là người trần mắt thịt, đối với cái thực tướng vũ trụ vẫn còn mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm không? Một ông bác sĩ biết rõ tình trạng bệnh nhân thì không ngồi giả định thế này thế kia để tạo ra 100.000 giả thiết và lo lắng cho người thân nhân của bệnh nhân. Và nếu biết bệnh sẽ qua thì ông có thể cười, nhưng không phải là nụ cười độc ác, đó chỉ là nụ cười của người biết chuyện, không còn phải lo hảo quyền vô ích. Đại bi Maha Karuna, bản chất của nó, Nguyên Hưng ơi, làm sao tôi diễn tả cho được? Nguyên Hưng, sự thật nằm ở đó, em làm quen với nó đi. Chỉ có khi nào em bắt đầu thấy được giữa bùn đen kia với tuyết trắng nọ, không có cái gì xấu hay cái gì đẹp, chỉ khi nào em bắt đầu biết nhìn sự thật với tâm niệm không phân biệt, nghĩa là không biến kế, thì em mới có thể nếm được thế nào là tâm đại bi. Dưới con mắt của đại bi, không có tả, không có hữu, không có thù, không có bạn, không có thân, không có sơ,
mà đại bi không phải là vật vô tri, đại bi là tinh lực màu nhiệm và sáng chói. Vì dưới con mắt của đại bi không có cá thể riêng biệt của nhân, của ngã, cho nên không một hiện tượng nhân ngã nào động tới được đại bi. Em ơi, nếu con người có độc ác, đến nước móc mắt em hay mổ ruột em thì em cũng nên mỉm cười và nhìn con người bằng cặp mắt tràn ngập xót thương. Hoàn cảnh, tập quán và sự vô minh đã khiến con người hành động dại dột như thế. Hãy nhìn con người đã dành tâm tiêu diệt em và đang tạo nên cho em những oan ức khổ nhục lớn lao như trăm ngàn quả núi. Hãy nhìn con người ấy với niềm xót thương. Hãy rót tất cả niềm xót thương từ xuống mắt em vào người đó, mà đừng để một gợn oán trách giận hờn xuất hiện trên tâm hồn. Vì không thấy đường đi nước bước, cho nên cái người làm khổ em mới vụng dại đổi lầm như vậy. Giả sử một buổi sáng nào đó em nghe rằng tôi đã chết tăm tối và tàn bạo vì sự độc ác của con người, em cũng nên nghĩ rằng tôi đã nhắm mắt với một tâm niệm an lành, không oán hận, không tủi nhục. Em nên nghĩ rằng giờ phút cuối tôi vẫn không quay lại thù ghét con người. Không, con người chẳng bao giờ đáng cho ta thù ghét. Nghĩ như thế chắc chắn em sẽ mỉm cười được. Rồi nhớ tôi, đường em cứ đi. Em có một nơi nương tựa mà không ai có thể phá đổ và cướp giật đi được. Và không ai có thể làm lung lay niềm tin của em, bởi vì niềm tin ấy không nương tựa trên bất cứ một giả lập nào của thế giới hiện tượng. Niềm tin ấy và tình yêu là một. Thứ tình yêu chỉ có thể phát hiện khi em bắt đầu nhìn thấu qua thế giới hiện tượng giả lập, để có thể thấy được em trong tất cả và tất cả có trong em. Ngày xưa, đọc những câu chuyện như câu chuyện đạo sĩ nhẫn nhục để cho tên vua cường bạo xẻo tay cắt thịt mà không sinh lòng oán giận, tôi nghĩ đạo sĩ không phải con người, chỉ có thánh mới làm được như vậy. Nhưng Nguyên Hưng ơi, tại lúc đó tôi chưa biết đại bi là gì. Đại bi là sự mở mắt trong thấy, và chỉ có sự mở mắt trong thấy tận cùng mới khiến cho tình thương trở thành vô điều kiện, nghĩa là biến thành bản chất đại bi. Đạo sĩ nhẫn nhục kia đâu có giận hờn nào mà cần ném xuống. Không, chỉ có lòng xót thương giữa chúng ta và đạo sĩ kia và vị Bồ Tát kia. Không có gì ngăn cách đâu, Nguyên Hưng. Có phải tình yêu đã dạy em rằng em có thể làm được như người? Thôi, em đã lớn rồi, tự lo liệu lấy. Chiều mai tôi phải đi rồi, những dòng chữ viết đêm nay tôi sẽ không có thì giờ đọc lại. Nguyên Hưng, cho tôi dừng ngang đây, ngày mai tôi sẽ còn gặp em trước khi lên đường. Sài Gòn, 11 tháng 5 năm 1966.